Ok, và hai xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình đang thêm Blacky đây. Và hầu như các bạn biết channel của mình và biết mình qua một cái video gọi là Van Freddy lòng tiếng. Thì đó là một series khá thành công. Nói chung là đem lại lượng subscriber lớn nhất từ trước tới giờ dành cho mình. Và mình là ai? Và mình là Team Black. Hầu như các bạn biết mình từ cái thời điểm mà kênh mình chả làm của mẹ đâu mà mấy cái kênh lên tin hết. Thì hầu như những các bạn mới sau này thì biết kênh của mình nhờ vào cái Fan FFT lồng tiếng nha. Thì mình cũng là người lồng tiếng trong Fan FFT đó. Thì mình là con Bunny. Thôi Bunny. Thì mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian, nói chung đã dành một cái gọi là tình yêu đối với cái nhóm lồng tiếng tụi mình. Thì nhóm lồng tiếng của tụi mình á thì nói chung là bây giờ cũng đã rã hết rồi. Thì mình cũng không ngờ đây là một cái video tụi mình làm chơi cho vui nhưng mà nó lại content lớn, chúng nó đem lại cái lượng xem nhiều tới như thế. Thì mình thật sự là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành tình yêu cho mình vô cái video đó. Mình lấy tụi một ông là tên là Pymation, rồi là mình lồng tiếng lại theo cách của tụi mình. Vào cái thời điểm đó thì tụi mình đã nói chung là lấy ý tưởng qua lại từ nhiều nguồn và xong rồi dịch lại cho tụi mình ấy. Nên là sau này cái video của tụi mình nổi lên thì mình cũng không ngờ tới là nó sẽ nổi tới như vậy. Nó nổi thật, không ngờ. Và cái video này mình làm là để cho các bạn biết rằng tương lai thì tụi mình sẽ có thể làm lọc tiếng tiếp. Nhưng mà có thể sẽ hơi lâu. Tại do là cái video đó mình làm từ lúc mình là học cấp 2, 7 năm. Là bây giờ mình đang là sinh viên đại học rồi. Nói chung là video đó cũng đem lại kỷ niệm cho tụi mình khá là nhiều. Đặc biệt là các bạn rất thích và tận hưởng video đó của mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã thích video và thích nội dung của tụi mình. Thì kênh của mình bây giờ thì không còn làm lòng tiếng nữa. Ok, tương lai thì sẽ có thể up lên để làm lòng tiếng tiếp, nhưng mà hiện tại kênh của mình sẽ không là cái video thì những cái nội dung lồng tiếng thì sẽ không có nữa. Tại vì hồi xưa giờ mình thực sự là kênh của mình không có làm về lồng tiếng, đó chỉ là video thì mình làm chơi cho vui thôi mà ai ngờ nó lại nổi tới như vậy. Thì mình cũng không bắt bạn rằng là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã yêu quý tụi mình. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn. Và tương lai thì chắc chắn thì cũng khoảng 80% thì tụi mình sẽ làm tiếp video lồng tiếng của Pymation. Vì Pymation cũng vừa làm một video mới về Final Fantasy Security Breach. Thì tất nhiên rồi. Nói chung là mình rất là thật ra là tụi mình bây giờ rất là bận, nên là sẽ có dành thời gian ra để làm một video lồng tiếng cho các bạn xem nhé. Ok, bye bye.